rất nguy hiểm. Quả là rất đáng tiếc cho đội bóng của chúng ta khi những sai lầm ở hệ thống phòng ngự vẫn liên tục xuất hiện. Để rồi những cố gắng trên hàng công lại bị đổ ra sông ra bể. Lần này thì Nguyên Mạnh đã không thật sự tỉnh táo trong tình huống bắt bóng của anh. Bóng lên chân của Amri. Rất nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng thứ hai đã đến với Malaysia. Liên tục là những sai lầm ở hệ thống phòng ngự. Đường truyền của Amri. Và Văn Biển là người đã mắc sai sót trong tình huống này. Tình huống rất nguy hiểm. Lưới của Bùi Tiến Dũng đã rung lên. Thủ môn đội Việt Nam đã bị giật mình ở phóng vừa rồi. Hết sức đáng tiếc cho bàn thua vừa rồi. Có thể nói đây là một tình huống xử lý sai lầm bất ngờ của Bùi Tiến Dũng. Chứ không thì thực sự thi đấu cố định ở bất kỳ một vị trí nào ở phía trên. Cơ hội! Một sai lầm của Văn Toản. Rất đáng tiếc khi chúng ta phải chứng kiến bàn thắng đến rất sớm cho các cầu thủ U22 Thái Lan. Lại một lần nữa, cũng giống như màn so tài trước U22 Indonesia, thì U22 Việt Nam là những người bị dẫn bàn. Rồi! Đúng không? Và như vậy tỷ số đã là 2-0. Người lập công đó là Suphanat. Một tình huống mà Hồ Tấn Tài đã không theo sát với Suphanat. Nguyễn Văn Toản đã làm rất tốt ở tình huống băng ra, nhưng đáng tiếc bóng lại trở về chân của Suphanat. Để rồi Huỳnh Tấn Sinh đã không thể bọc lót được cho đồng đội. Whisky Pora và đội bóng của Nguyên Mạnh đã có pha phạm lỗi của cầu thủ đội bạn. Pha phạm lỗi của Granada. Chơi rất rắn của Indonesia. Chơi rất rắn. Đó là như thể là một đường truyền của Thanh Thắng dành cho Diachenko vậy. Khá nguy hiểm và bóng vẫn đưa vào lưới của Bùi Tấn Trường. Bàn thắng sang bằng tỷ số 2-2 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Lần duy nhất ở trong hiệp 2 này, hàng phòng ngự của BKMX Bình Dương mắc sai lầm. Và đó là thần tài Nguyễn Thành Trung. Lại là Nguyễn Thành Trung. Thành Trung đưa vào là để tận dụng những tình huống như thế này. Dứt điểm. Vào rất bất ngờ, phút thứ 20, câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã có bàn thắng. Sai lầm của thủ môn Văn Phong đã biếu không cho BKMX Bình Dương một bàn thắng. Pha băng ra của Văn Cường, lỗi rồi. Cú đá rất bình tĩnh vào cầu môn đã không còn thủ môn. Sai lầm bất ngờ rất đáng tiếc của thủ môn Văn Cường. Và Pedro Paulo đã có một cú hat-trick. Tỷ số được đưa lên 3-2. Một trận đấu quá kịch tính.